ý kiến cảm nhận luôn là hôm nay cho bàn giao thôi. Tôi cũng rất là hài lòng với bộ bàn ghế này. Dạ vâng. Tôi đã phải lên tận nơi sở hữu ở đảng. Bác bá tên là gì ạ? Tôi tên là Chí Loan. Bác Chí Loan ạ. Vâng. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình bác Chí Loan ở tại đây là khu 4, khu 4 xã An Đại, Phú Ninh, Phú Thọ, và vừa bàn giao cho gia đình nhà bác bá một bộ ghế Tần Thủy Hoàng, hàng VIP, hàng bác thửa của tôi, bằng chất liệu gỗ hương đá. Và đây là trước mặt quý vị để chúng tôi vừa bàn giao xong với không gian phòng khách nhà bác bá đây. Đây là hình ảnh hai bác bá chủ nhà nhé. Bác là Chí Loan thì đây là bộ ghế Tần Thủy Hoàng tay 12, bao gồm có 6 món chất liệu gỗ hương đá và bác đặt hàng thửa, hàng dày dặn là có thông số kích thước là dày dặn hơn hàng thông thường, và khuôn tranh 4 ván ha dày 2, như là cột liền, tay liền và vai liền. Chúng ta quay lại một video clip làm kỷ niệm với gia đình nhà bác Chí Loan. Thì cháu cũng xin bác ý kiến cảm nhận luôn là hôm nay cháu bàn giao thôi. Tôi cũng rất là hài lòng với bộ bàn ghế này. Dạ vâng. Thì tôi đã phải lên tận nơi sở hữu ở đảng. Bác đã lên tận nơi và tham quan xưởng như là hàng thì cháu cảm ơn bác nhé. Thay mặt xưởng là rất cảm ơn bác. Thanh toán tiền nào nhỉ? Vâng, rồi xong thì quý vị là có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đầu cuối tầng 8 nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 5086 và website là đồ gỗ tùng tám.com. Nóng nước đã cháu ơi. Ok mọi người.